Hello, chào các bạn đến với chương trình Ông Chú Thích Làm Mây. Hôm nay tôi, thầy Việt Hùng và bạn Thiên Căng đến tại khách sạn Sheraton. Ngày mai sẽ diễn ra chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong doanh nghiệp tại khách sạn Sheraton tầng 5 phòng meeting 3. Thì mời các bạn đến tham dự. Thì chương trình này có nhiều cái lợi ích, nhiều cái tính năng của trí tuệ nhân tạo AI cực kỳ hay. Và bạn ngoài ra bạn còn sẽ gặp gỡ chuyên gia đầu ngành về công nghệ và rất nhiều cái quà tặng và có nhiều cái lợi ích, nhiều cái tính năng và cái nhiều kiến thức mới mà chắc chắn doanh nghiệp rất là cần. Thì các bạn biết rồi, châu chậm nước đục, cá nhanh nuốt cá chậm và người đi rất nhanh sẽ thắng người đi nhanh. Đó là những cái tư duy căn bản mà các bạn hãy đến, hãy rủ nhiều người cùng đến tham dự. Người khác, người đến, bạn mời người khác đến, họ sẽ vô cùng biết ơn bạn. Vậy mời bạn hãy đến, bạn hãy đăng ký theo đường link bên dưới và liên hệ số điện thoại của tôi 0989 577 088. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.